xem nay hôm nay nắng nóng đấy các bạn, như mùa hè ấy. Xem quất kiếc và vẫn như nào, quất kiếc như nào. Nè bà Vững kia. 80 à? 80.000 một chậu hoa này. Chả biết tên cái gì, dạ yến thảo. Đấy. Chắc có cây này khá khẩm hơn. Thứ nhất là quả nó mỡ màng, nó to. Thứ hai là nó xanh tốt, có lộc, có hoa, có quả xanh. Đây nhá, từ gốc lên đây chậu nha các bạn. Chậu. Cái này thì hay hơn cả trong chỗ này. Tất nhiên nó đẹp, mình chơi là mình chưa ưng. Đấy. Quả mỡ mà quả to này, không sờ dùng qua chết. Đấy. Còn đây là quả xanh, lộc non và hoa đây. 700 một chậu Santo. Sato à? Đây thì ông bảo môi giới nhà đất, tiền đâu mua cây chưa có tiền. À, cái này hay này. Tất nhiên người trồng cây này siêu siêu tí rồi, có bàn cờ ông cụ ở đây thì cũng được. Rêu này thì lởm quá. Đây, quả thì to. Quả to. Cái này trực đào biết đào thì mốc cái thân, đào này không ổn đấy. Là một vài cái cây quất nó bày ở giữa đường này, còn kia thì nhỏ nhỏ lắm. Sato, cái chậu Sato kia kìa, 800, vừa nãy bảo 800. Chắc còn bằng cả được nữa, nhưng mà có vẻ là mềm hơn ở khu vực này. Lọ. Đây. Công vẫn phải quay về bonsai tí các bác. Công phi lao này để già đấy. Phi lao bao tiền bao nhỉ? Phi lao là bao tiền nhỉ? Cái phi lao bao tiền bảo? Phi lao bán 5,5 triệu. À. Hàng nghệ thuật đặc biệt. Đấy, lại quay phim quảng cáo cho bà đây. Bây giờ suốt ngày quảng cáo hộ này, chết. Nghệ thuật đặc biệt. Thôi thì bà cháu nhau. À, cái chua trong kia là bao tiền vậy nhỉ? Đâu? Cái chua mà to mà Quay huyền này. Không, trực ấy, mà chưa có tán gì, chỉ có lùm lùm lên ấy. Nhưng mà gốc to kia kìa. Chụp à, cái 7 triệu. Úi dồi. Thế là cái Nhật. Không, cái to ấy. Cái rồi, cái to lồn, dám trực. Cái mà cái Nhật á, nhìn như cái chua đấy. Không phải cái mình. Chả thấy có quả gì nhỉ? Đó, có quả rồi. Đấy. Kỳ lao. Đổ chắc. Bà lại chạy đi bán hàng rồi. Đổ chắc. Tết này thì bonsai này chả thấy ai quan tâm mấy. Đó là cái xanh này. Hôm ở mười mấy triệu này, trên mua chum tác đổ này. Mười mấy triệu, hôm ở mười mấy triệu ấy. À. Chả vào được, vướng lắm. Đấy, vào đây xem nào. Đây, cũng hay đấy nhỉ. Nhìn lá như nhựa mướt mắt này. Không đẹp bằng cây của tôi ngày xưa, nhưng mà xem này, bệ thì tạm được nhưng mà tẩy tán thì kém quá. Đấy, tẩy tán kém quá. Tẩy tán kém quá. Cây phôi hoàn toàn chưa giật được một cái gì cả, cộc lốc. Lá nó như nhựa và mình rất thích. Cái dòng này tốt ạ, tốt cho không khí lắm, nhưng mà răng rất thì tệ quá, các về phải sửa nhiều. Được cái thân này, thân kia thì kém quá.
nhựa. Cái này mùa búp của nó, búp nó đỏ chót đó, thích lắm, không nhơ nhơ này đâu, xanh tốt. Nghiên cứu cây này xem về có làm được cái gì không? Nặng nề quá, tay này thì không dùng được rồi, cây này phải cắt đi. Chắc thấy cái ngọn này thì hơi đơ, này hơi đơ. Đây, được bên này, mặt sau không vào được, không biết như nào. Ra búp đỏ. Đấy. Để xem bên này, không lùa được thôi. Xanh. Tùng La Hán. Mấy cây cũ bác nhỉ. Bồ đề cũ. Cũ mà chỉ hoa thôi, tùng mà. Bên này để lên cái chậu đẹp đẹp cũng hay đấy. Nước xanh mướt, tùng cối xanh mướt làm hay. Nhịt quế. Cái này hay đấy nhỉ. Thân dáng dấp là thân thôi chứ dáng thì còn sửa nhiều. Ủa, vào dây này sẽ sợ quá, bây giờ gỡ ra hết cả thịt này. Ổi tàu. Ổi tàu. Chẳng có chân vệ gì. Ổi tàu. Có thể làm tiểu cảnh cây này. Cái nào mà sinh viên chơi cái này hay, chắc là rẻ thôi. Nếu mà cây mà nó có dáng tự nhiên nó hay một chút ấy, với lại chỉ có đầu tư cái chậu và cái khay, cái tiểu cảnh thì nó lại tầm cao mới, nó rất là hay. Ủa, chi mai chỉ biết để hết trong bụi kia. Đây này, thích cái cây bệ cái khế này, cứ nghĩ là cái chua, nhưng mà giá nó chưa ok, nghĩ là cái chua ta thì thích, cái nhật thì lại không thích. Đấy, đây này. Đấy, to lắm. Đường kính chậu nó phải hơn mét. Bệ biếc bệt. Bệ bệt. Thân này. Nó cao thì tầm, nếu mà từ mặt chậu lên nó chỉ tầm 1m6 thôi, lên tận 8. Mét sáu. Đấy, đây này. Này về thì phải làm lại tán, để hơi bị lôm nhôm, cứ lên là cắt này, để lôm nhôm. Mặt sau nó cũng như này, nhưng mà mặt sau không rút được vào, xa quá. Mặt sau bệ viếc đẹp. Đồi Nam Điền. Bờ này thì trông ghê quá. Tết nhất thì đi chơi cho nó khoái các bác. Chứ mua sắm là vốn đấy. Đây này. Đấy, cái kia. Đấy, mặt sau này nhá. Mặt này có cái đẹp hơn mặt kia ấy. Rõ hai tay một ngọn hơn. Ra tào lao. Ra tào lao vào đối câu này. Xem bán hàng như nào. Đấy. Đại gia đấy. Buôn bán ở đây.
mùa ngày thường thì đã lãi không nói nha, nhưng mà ngày Tết này là hốt bạc ạ, bán ngày bán đêm. Vâng. Ba tiền một nhánh này đấy. Cái này xấu. Ba tiền một nhánh. 150 ạ. 150. Hồ điệp. Hồ điệp. Hồng trà này chứ, hay hồng trà. Ôi, đào đây. Đào. Ở đây có đôi mai. Đôi mai chữ thủy. Quá. Về cắt đi thôi. Nếu mà mua cái này phải cắt đi. Bệ nó chưa được côn. Bệ chưa được côn nhá các bác nhá. Có bác cứ hỏi côn là gì, khôn là gì, nó cũng khó nói, nhưng mà côn nghĩa là đại loại nó nằm chậu lâu năm và nhìn nó gọn gàng, nó sắc nét chứ không có lôm nhôm. Ý là như vậy. Chờ Tết đi các bác nha, em xin phép đi tiếp, chắc hết pin rồi.